Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giải bài tập số 30, tính tổng tất cả các ước số của số nguyên dương n. Đấy. Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Ví dụ như n nhập vào là bằng 4, và thì mình sẽ tính được cái ước số của nó là 1, 2 và 4, đúng không ạ? Thì theo yêu cầu của bài thì mình sẽ phải tính tổng của tất cả các ước số đó, tức là nó sẽ tổng s. S này nó sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 4, tức nó sẽ bằng 7, đúng không ạ? Đấy. Thì đây là một cái ví dụ để minh họa cho cái yêu cầu của bài tập số 30 này. Đấy. Và để đi vào tiến hành giải thì mình sẽ nêu ra cái phương pháp cho nó để giải bài tập này. Thì phương pháp của mình sẽ là mình sẽ phải in ra cái số ước của nó. Và từ cái ước đó thì mình sẽ tính được cả tổng của những cái ước đó. Đấy. Cái khó đây là các bạn cần cái khó, không cũng không hẳn là cái khó, nhưng cái quan trọng ở đây là các bạn cần phải tìm được cái ước của nó, đúng không ạ? Thì việc tính tổng nó sẽ rất là dễ dàng, đúng không ạ? Rồi, đầu tiên thì mình cũng phải khai báo một số cái thứ viện cho nó, Oneo hay Stereo hay là Max. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ khai báo cái hàm men. Trong cái hàm men này thì mình khai báo một số cái biến như là n, biến nhập vào này, đúng không ạ? Và một cái biến tổng, đúng không ạ? Tổng ở đây mình sẽ khai báo ban đầu cho nó phải bằng 0, đúng không ạ? Thì nó chưa có gì nên sẽ khai báo là 0. Và sau đó sẽ in ra cái màn hình câu lệnh để cho các bạn nhập số n vào. Mời nhập n, đúng không ạ? Rồi, sau đó sẽ là một cái câu lệnh scanf để nó nhập dữ liệu từ bàn phím vào màn hình á. Đây sẽ là phần trăm d, đúng không ạ? Và đây sẽ là và n, đúng không ạ? Mình sẽ zoom lại. Rồi, sau khi đã nhập vào n vào từ bàn phím thì ở đây mình sử dụng một cái vòng lặp for. Các bạn cũng có thể sử dụng vòng lặp do while hay while, nhưng ở đây thì mình hay dùng cái vòng lặp for này hơn. Mình sẽ khai báo cái biến chạy, một cái biến chạy của nó là biến y, khởi tạo giá trị của nó bằng 1, và nó sẽ chạy từ 1 cho đến n, giá trị n. Đấy, và tất nhiên đây sẽ là y cộng cộng, đúng không ạ? Và để tìm được cái ước của nó thì mình sử dụng cái câu lệnh if nếu như mà n chia cho y, đúng không ạ? Thì như nào? Thì mình sẽ in ra những cái ước của nó. Đúng không ạ? Mình sẽ giải thích thế lại một chút về cái câu lệnh if này. Đấy. Ở đây nếu như mà n phần trăm y bằng bằng 0, nó nghĩa là gì? Nếu như mà n này nó chia dư cho y mà bằng 0, tức là nó chia lấy dư đấy bằng 0, thì tức là nó chia hết, đúng không ạ? Đấy, một phép chia mà có số dư bằng 0 thì đó là phép chia hết, đúng không ạ? Đấy, thì suy ra nếu như nó mà chia hết thì suy ra cái y này chính là ước của cái n này, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ in ra cái số d này là in ra cái số d này số y này là ước của n. Và đây trong cái câu lệnh print này thì y chính là cái địa chỉ. Rồi, và ở đây mình sẽ sử dụng thêm một câu lệnh if lệnh nếu như mà cái y nó đã là ước rồi thì mình sẽ tính tổng. Tổng lúc này sẽ bằng tổng ban đầu cộng cho y, đúng không ạ? Vì y lúc này nó đã là ước của cái số n này rồi, đúng không ạ? Đấy.
Ở đây mình thiếu một cái dấu chấm phẩy, nó sẽ báo lỗi ngay đấy. Ở đây chúng ta cần phải cách vào một chút cho nó đẹp. Đấy. Rồi, sau khi đã tính được cái tông này, tông đây chính bằng cái tông ban đầu cộng nhỏ y đúng không ạ? Rồi, và sau đó sẽ print ra cái kết quả. Đây sẽ là tổng tất cả các ước của phần 5D là phần 5D đúng không ạ? Ở đây cái phần 5D đầu tiên mình cái địa chỉ của nó là N, và cái phần 5D thứ hai sẽ là tổng, bởi vì tổng ở đây cũng là phần 5D, bởi vì đây toàn là số nguyên nên tổng của nó đương nhiên sẽ là một cái số nguyên đúng không ạ? Rồi, và sau đây thì mình cũng phải sử dụng một cái câu lệnh get để dừng cái màn hình lại. Đấy. Thì trên đây là toàn bộ code của cái chương trình tính tổng của các ước số của một số tự nhiên. Đấy. Thì mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Rồi, ở đây mình sẽ nhập là 4. Đúng không ạ? Thử nhập là 4 nha. Thì nó đã in ra các ước của nó là 1, 2, 4. Và nó đã tính tổng là 7 đúng không ạ? Đấy, hoàn toàn giống như cái ví dụ ở đây. Đấy. Các bạn có thể so sánh đúng không ạ? Nó cho hai kết quả giống nhau. Như vậy thì đây là cái bài tập dạy cách tính tổng tất cả các ước của số nguyên dương N. Đấy. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.